tuyến đường 181 xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Mỗi một chiếc ô là một sạp hàng, có nhà sử dụng xe tải. Hàng hóa đa dạng từ rau củ quả đến đồ tươi sống. Mọi hoạt động chế biến, buôn bán đều diễn ra ngay dưới lòng đường. Thời điểm đông nhất là cuối giờ chiều. Chợ này họp đến 7 giờ tối vẫn chưa thôi. Người ta lấn hết ra ngoài đường rồi. Cái đường thì nó bé, mà dân đi lại thì rất là đông. Nào thì ô tô, nào thì xe máy, nào thì đi bộ. Không thể đi được. Ôi dồi ôi, mỏi, mệt lắm. Xúc hàng bao nhiêu xe rác ở ngoài đường. Rau rồi là cá ruột cá rồi. Đủ loại các loại. Người ta thải ra đường đây là... Đường giao thông trở thành nơi buôn bán. Khách không cần xuống xe cũng mua được hàng. Chợ cóc, chợ tạm dễ dàng hình thành, ảnh hưởng trực tiếp đến các tiểu thương trong các khu chợ dân sinh. Bởi vì ngồi ngoài đường quá nhiều, đủ các mặt hàng, cho nên người ta không vào đến chợ nữa. Thì người ta ghét chân người ta mua, người ta vào trong này làm gì nữa. Cho nên là từ đến kia vào đến trong này, toàn ngồi chơi hết hàng hóa, ế vứt đi. Một số xã, ví dụ như Đặng Xá là không có chợ. Thế do vậy là người dân là các cái khu vực xung quanh là đổ dồn về cái chỗ chợ Sủi này là nó quá tải. Xã cũng đã có cái báo cáo và cũng đã có đề xuất các cấp là thực hiện cái việc quy hoạch ra một cái khu vực chợ mới rộng hơn để đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu về các cái mua bán, kinh doanh. Đường giao thông không phải nơi duy nhất bị chợ cóc lấn chiếm. Tuyến đường sắt chạy qua phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm vốn được bổ sung hàng rào chắn cùng biển cấm họp chợ. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc ra vào các khu chợ trên đường tàu, một phần hàng rào đã được tháo bỏ. Bây giờ cái hiện trạng để mà công an phường khó khăn nhất là không thể nào dừng một chỗ để mà cấm người dân không đi sang bên hành lang an toàn đường sắt nữa. Đấy, còn tất cả những hộ dân mà kinh doanh ở trong phạm vi đất của mình thì họ rất là chấp hành. Theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ tại thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã sẽ thống kê, ra soát và giải tỏa các điểm chợ cóc kinh doanh, lấn chiếm lòng lề đường. Thành phố cũng sẽ xây mới 17 chợ và nâng cấp mở rộng, cải tạo lại hệ thống chợ hiện nay. Đây cũng là giải pháp lâu dài, hướng đến thay đổi thói quen của cả người bán lẫn người mua.